hình ảnh được chụp lén. Con đang ở đâu vậy? Nè, con mau về đây nói chuyện rõ ràng với mẹ về vụ tấm hình được đăng trên mạng xã hội đi con à. Tại sao lại như vậy? Dạ, tối nay con sẽ về nói rõ. Con có biết là từ sáng đến giờ chuông điện thoại của mẹ nó reo không ngừng luôn đó. Nào là bạn bè gọi tới nè, nào là người lớn họ hàng thân thiết của Bùn cứ gọi cho mẹ liên tục luôn. Họ thắc mắc là tại sao con và Bùn lại lén lút vào trong khách sạn đó. Hỏi anh đã ly hôn rồi sao? Đây là chuyện ảnh hưởng tới danh tiếng. Nè con mau về nhà đi. Chúng ta sẽ bàn xem phải chịu trách nhiệm với Bùn như thế nào, có hiểu không? Cô đứng đó từ khi nào vậy? Thì từ lúc bà dùng gương mặt căng thẳng đứng nói chuyện điện thoại với con trai. Nhưng khi vừa cúp máy thì bà lại tươi cười hớn hở. Ôi trời, bà tỏ ra là một người cao quý như vậy. Thì sao cũng giỏi trong việc dựng chuyện để ghép phụ nữ cho con trai của mình. Ôi, tôi cần gì phải dựng chuyện chứ. Dù sao thì Ad chắc chắn cũng sẽ chọn Bùn mà thôi. Vì đã có hình trên mạng xã hội như vậy thì chúng ta đã biết rõ ràng rằng ai là người vợ tiếp theo của Ad rồi. Wow. Ôi. Hạ đẳng. Phải, hạ đẳng. Và người phụ nữ hạ đẳng này sẽ không dễ dàng để cho bất kỳ ai đuổi đi và lấy bác sĩ làm chồng đâu. Người nào muốn có được anh Át hả? Khó lắm. Loại người mặc dày như cô, nếu không có đứa con trong bụng thì không có gì níu kéo con trai của tôi đâu. Nhưng không may là lúc này tôi có con của bác sĩ trong bụng, nên tôi có thể ở trong căn nhà này và có thể làm bất kỳ điều gì tôi muốn. Nè, ghét à, cô làm gì vậy? Quý bà cao quý, hãy đi hỏi đứa con dâu vào trí tưởng tượng của bà đi. Mọi thứ mà cô ta đã làm có tốn kém lắm không? Nào là đi dụ dỗ đàn ông vào khách sạn qua đêm cùng cô ta, rồi còn thuê người đăng hình lên mạng xã hội. Hô, cũng có thể là cô ta không cần thuê, vì bà cũng hùa theo họ kia mà. Cô nói gì vậy chứ? Cô đừng có kiếm chuyện mà đổ lỗi cho tôi như vậy. Tôi chỉ nói vui vơ như vậy mà thôi. Và mong rằng kế hoạch này của bà thành công trước khi anh Át có thể đoán ra mọi chuyện. Cô mà không có đứa con ở trong bụng thì tôi sẽ đá cô ra ngoài như là đá con chó vậy.